Nấu, Tô Lâm bị hất văng ghế chủ tịch nước, Tô Ân Sô co giò tháo chạy. Kính thưa quý vị, mới đây Tô Ân Sô đã tháo chạy khỏi phủ chủ tịch để thế lực mới đang nhen nhóm trở dậy chơi lớn với Tô Ân Sô và cả với Tô Lâm. Ngày 4 tháng 9, Văn phòng Trung ương Đảng công bố các quyết định của Ban Bí thư về việc bổ nhiệm ông Trung tướng Tô Ân Sô làm trợ lý của ông Tổng Bí thư Tô Lâm và phụ trách văn phòng Tổng Bí thư. Và như vậy là chỉ trong vòng vài ngày, Tô Ân Sô lại tiếp tục kinh qua hàng loạt các chức vụ, mà điều đáng nói là những chức vụ này khi Tô Lâm đi đâu thì Tô Ân Sô chạy theo đó. Nhưng đến giờ lại hất văng chiếc ghế chủ tịch nước của Tô Lâm rồi thì Tô Ân Sô cũng co giò bỏ chạy theo. Hiện nay ông Tô Lâm là ông chủ của Ban Bí thư, như vậy Ban Bí thư quyết định cũng chính là ông Tô Lâm quyết định. Ông Tô Ân Sô mới chuyển từ Bộ Công an sang phủ chủ tịch chưa lâu thì nay lại tháo chạy sang văn phòng Tổng Bí thư. Tô Lâm ở đâu thì Tô Ân Sô sẽ theo đấy. Khi mà Tô Lâm kéo đồ đệ ra khỏi phủ chủ tịch cho thấy dấu hiệu Tô Lâm đã sắp bị rút đi chiếc ghế chủ tịch nước này. Như vậy là hiện nay người của Bộ Công an đang tụ về văn phòng Trung ương Đảng ngày một đông hơn. Chuyển đến cơ quan này sớm nhất là ông tướng Nguyễn Duy Ngọc để dọn đường và thực hiện các bước chuẩn bị cho Tô Lâm đến sau. Giờ đây, ông Tô Lâm đã trở thành chủ nhân của văn phòng Trung ương Đảng thì ông này kéo đồ đệ thân tín sang để phục vụ cho mình. Ở chiều ngược lại thì ông Đại tướng Lương Cường, thường trực của Ban Bí thư, rất có thể sẽ phải chuyển từ Ban Bí thư sang ngồi ở phủ chủ tịch. Nhiều nhà quan sát dự đoán cho biết rằng trong thời gian tới đây, phe cánh của quân đội sẽ hình thành nên một liên minh mới, còn Tô Lâm và Công an quá Ban Bí thư để củng cố vững chắc cho chiếc ghế mà ông này đang ngồi trong mấy ngày gần đây. Việc nhả ra chiếc ghế chủ tịch nước là một bước nhượng bộ của Tô Lâm, bởi chả nhả ra chức danh này thì quyền lực của ông này không hề suy giảm đi chút nào, vì ghế chủ tịch nước chỉ nặng về tính nghi lễ, không thực quyền. Tuy nhiên, với cánh của quân đội, nếu như họ giành được chiếc ghế chủ tịch nước, thì hình thành nên được một liên minh giữa người đứng đầu của phủ chủ tịch này và người đứng đầu của Bộ Quốc phòng, thì liên minh này nó có thể gây bất lợi không nhỏ cho Tổng Bí thư Tô Lâm trong những ngày tiếp theo. Dư luận trước đây quan tâm đến vị trí chủ tịch nước vì sự xui xẻo liên tục của những người chủ nhân của những chiếc ghế này, chứ không phải là quan tâm đến quyền lực mà ghế này đem lại. Bởi chức vụ chủ tịch nước thiên về nghi lễ bị xem là hữu danh vô thực. Chính vì vậy, chủ nhân của chiếc ghế này có danh mà không có thực quyền nên rất bị xô đổ. Tuy nhiên, một khi ghế này rơi vào phe của quân đội thì rất có thể phe nhóm này sẽ toan tính để hình thành nên một thế lực mới cân bằng với thế lực của Tô Lâm hiện nay. Với việc ông Tô Ân Sô chuyển từ phủ chủ tịch sang văn phòng Tổng Bí thư cho thấy Tô Lâm đã bị buộc phải nhường lại một phần quyền lực, đồng thời trên chính trường đang nhen nhóm hình thành một thế lực mới. Nếu như thành công thì thế lực mới này có thể cân bằng với thế lực của Tô Lâm. Tô Lâm đã tiến chiếm chiếc ghế Tổng Bí thư bằng cách sử dụng Bộ Công an nên đã gây thù chuốc oán với rất nhiều thế lực khác ở trong Đảng Cộng sản Việt Nam. Muốn an vị trên ngôi báu thì ông này không phải tiếp tục dùng Bộ Công an để kiểm soát đối thủ, những kẻ muốn hạ bệ ông. Thậm chí ông này cần phải dự đoán những kẻ thù trong tương lai và ra tay triệt hạ những đối thủ này trước thì bản thân của Tô Lâm mới được yên thân. Phe của quân đội có thuận lợi rất lớn, đó là công an không được xen vào và điều tra những vụ án trong quân đội. Do đó, công cụ mà Tô Lâm đã sử dụng rất hiệu quả để hạ bệ các đối thủ khác sẽ không còn tác dụng với phe cánh của quân đội. Chính vì hiểu rõ điều này nên ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã kéo ông Lương Cường về trấn giữ trong Ban Bí thư, ngăn chặn các đòn tấn công của Tô Lâm đối với Ban Bí thư này. Chỉ tiếc là ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã trám lỗ hổng này chưa lâu thì đã qua đời. Điểm yếu duy nhất của phe quân đội là manh mún và không đoàn kết. Chính vì thế mới để cho Tô Lâm và phe của công an vượt lên. Đây là cơ hội để phe của quân đội lấy lại vị thế. Nếu như không làm trong lúc này thì rất khó có cơ hội được tốt hơn. Vì nếu để cho Tô Lâm có thời gian củng cố lực lượng, muốn lấy lại vị thế thì rất khó. Nhưng điều đáng nói là đến giờ phe của quân đội đã nhận ra âm mưu này của Tô Lâm và đã nhanh chóng trám lỗ và đưa vào giật chiếc ghế chủ tịch nước của Tô Lâm. Và Tô Ân Sô phải tháo chạy khỏi văn phòng chủ tịch nước chỉ cách vài ngày nhận chức. Như vậy là phe của Tô Lâm đã có phần nhượng bộ, nhưng điều đáng nói là quân đội sẽ không thể để yên chức vụ Tổng Bí thư cho Tô Lâm trụ vững tại Đại hội Đảng lần thứ 14 tới đây.
Những lùm xùm xoay quanh câu chuyện cáo buộc tại đại học Fulbright nó đang chuẩn bị cho một kế hoạch cách mạng màu là câu chuyện không hề đơn giản chút nào, và đây không chỉ là sự phản ứng bình thường của lực lượng dư luận viên AK47 vốn có trong thời gian từ bấy lâu nay. Giới phân tích đánh giá cho biết rằng sự ra đi bất ngờ của ông cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tạo nên một khoảng trống quyền lực trong nội bộ lãnh đạo cấp cao của Đảng Cộng sản Việt Nam. Chỉ trong vòng 73 ngày tính từ khi ngồi vào chiếc ghế chủ tịch nước không mấy quyền lực, Tô Lâm đã dễ dàng đoạt được chiếc ghế Tổng Bí thư cho thời gian còn lại của đại hội khóa 13. Hiện nay, Tô Lâm đang hướng tới chiếc ghế Tổng Bí thư của đại hội Đảng lần thứ 14 với vai trò là Tổng Bí thư kiêm luôn chức chủ tịch nước. Nhưng ông Tập Cận Bình ở Trung Quốc, ông này đã khóa giải nước cờ và hắt chiếc ghế chủ tịch nước của Tô Lâm, và ngay lập tức phe quân đội vào cuộc kiểm soát lớn nên Tô Lâm phải bắt buộc nhượng chiếc ghế chủ tịch nước này. Trước khi cựu Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm thực hiện nên một kế hoạch đảo chính không có tiếng súng thành công, theo giới quan sát quốc tế cho biết rằng ông này ở vị thế tín nhiệm rất thấp, và thậm chí ông này sẽ bị số đông các lãnh đạo cấp cao đánh giá là không đủ tư cách đạo đức và phẩm chất để trở thành người đứng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay. Trên đường tiến tới giành lấy quyền lực cao nhất thì Tô Lâm đã thẳng tay loại bỏ những vị trí lãnh đạo cấp cao, kể cả là những thành viên trong nhóm tứ trụ, đó là những ứng cử viên sáng giá cho chiếc ghế Tổng Bí thư tại đại hội Đảng lần thứ 14, và là những người thân cận của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng như Võ Văn Thưởng, Vương Đình Huệ và Trương Thị Mai. Trong khi ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là nhân vật rất thân với Bắc Kinh và được ông Tập Cận Bình hết lòng ủng hộ, ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được mệnh danh là thái thú của Trung Quốc ngồi tại Việt Nam. Vậy mà ông cựu Bộ trưởng Bộ Công an chẳng thèm vuốt mặt nể mũi đã tiễn luôn ông Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ là ứng cử viên số 1 cho chiếc ghế Tổng Bí thư, được lòng ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và được ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lựa chọn về làm người tử tế chỉ sau chưa đầy 2 tuần khi ông này có ý kiến đối với ông Tập Cận Bình vào tháng 4 năm 2024 vừa qua. Theo một số ý kiến cho biết rằng đây là lý do khiến cho Trung Nam Hải phải giật dây đưa cho đám tay chân của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng còn rất đông ở trong Đảng Cộng sản Việt Nam phải tìm cách quật ngã ông Tổng Bí thư Tô Lâm này, và thái độ của họ Tập Cận Bình khi lên tiếng đón tiếp ông Tô Lâm trong chuyến thăm của Trung Quốc vừa qua đã cho thấy ông Tô Lâm rất có thể phải đối mặt với những tai họa không nhỏ chút nào. Mới nhất, liên quan đến sự kiện của Đại học Fulbright, truyền thông quốc tế đưa ra khẳng định đây là việc đấu đá tranh giành quyền lực trong nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam thời kỳ hậu Nguyễn Phú Trọng, chứ không phải là câu chuyện bình thường. Theo một số nhận định cho biết rằng, việc kênh truyền hình quốc phòng của Việt Nam, cơ quan ngôn luận của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, tiếng nói của lực lượng vũ trang có một phóng sự với nhan đề không để cách mạng màu đổi màu giáo dục, được cho là đã phản ánh quan điểm chính thức của giới lãnh đạo quân đội Việt Nam. Việc gỡ video vừa kể trên được cho là phép thử cũng như là thăm dò phản ứng của dư luận của Đảng Cộng sản Việt Nam liên quan đến quan điểm đối ngoại của ông Tô Lâm. Việc thăm dò này có thể nhằm giúp cho phe quân đội khẳng định quan điểm của mình, trung tâm quyền lực nó phải thuộc về phe của quân đội chứ không phải là do công an đang kiểm soát và thao túng giống như Tô Lâm đã làm trong thời gian từ bấy lâu nay. Về Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ rời chiếc ghế chủ tịch nước để nhường lại cho phe của quân đội, và một bằng chứng về sự bất phục của phe quân đội không thể chối bỏ bằng sự trỗi dậy của Phan Văn Giang và kể cả Lương Cường, hơn nữa Nguyễn Trọng Nghĩa trong những ngày gần đây cũng đã thể hiện vai trò là đang muốn đấu đá lại với Tô Lâm. Câu chuyện hậu trường của Đảng Cộng sản Việt Nam đang càng ngày càng trở nên hỗn loạn, và liên quan đến những sự việc này, những người làm chương trình của chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật đến quý vị trong những bản tin của những ngày tiếp theo. Quý vị đừng quên bấm đăng ký theo dõi kênh để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất mà những người làm chương trình của chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật đến quý vị trong bản tin lần tới.